Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn sử dụng DDJ WeGo 1. Và Giang đã trở lại với các bạn rồi đây. Và ở tập này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các tính năng thú vị mà Giang tin chắc rằng các bạn đã chờ đợi từ lâu rồi. Đó chính là cách để setting thành crossfader và giá trị EQ theo cách của chính bạn. Và đặc biệt đó là các tính năng của mâm xoay mà bạn có thể sử dụng trên con WeGo này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính năng của mâm xoay. Thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng mâm xoay chủ yếu là để beat matching, bằng cách chúng ta sẽ chạm vào mặt ngoài của mâm xoay để có thể tăng và giảm tốc độ tùy thích. Và chức năng thứ hai đó chính là dùng để tua tốc độ của một bài nhạc, bằng cách chúng ta sẽ chạm vào mặt của mâm xoay, xoay theo chiều đồng hồ để tăng tốc độ và nhẹ hoặc giảm bằng cách xoay ngược theo chiều đồng hồ. Và tính năng thứ ba chính là tính năng mà mình đã giới thiệu với các bạn ở tập trước, đó là dùng để điều khiển effect, kích hoạt effect, sau đó chúng ta sẽ xoay theo chiều đồng hồ để tăng giá trị effect và giảm. Để giảm giá trị phát, chúng ta sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ. Và như vậy chúng ta đã biết được tính năng của mâm xoay. Và tiếp đến thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về bộ EQ và cũng như là các cách có thể xài ở trên thanh crossfader này. Các bạn sẽ vào phần setting, vào một option. Sau đó ở trên khung search các bạn sẽ gõ cho mình đầu tiên đó là về EQ. Ở phần audio các bạn sẽ thấy các mục để setting cho EQ. Ở đây chúng ta có hai cách dùng cho EQ, đó là cắt không hoàn toàn và cắt hoàn toàn. Sẽ khuyên các bạn nên dùng cắt hoàn toàn vì như vậy thì việc mixing sẽ được sạch hơn. Và ở dưới chúng ta sẽ có cái giá trị của tần số low, mid và high đã được thiết lập ban đầu. Các bạn cũng có thể chỉnh sửa các giá trị này lại theo ý thích của mình để nghe cho âm thanh được tốt hơn. Tiếp đến đó chính là về thanh crossfader. Các bạn bấm search thanh crossfader và ở mục audio nó sẽ hiện lên phần dành cho crossfader. Thì ở đây chúng ta có các tính năng của crossfader bao gồm cắt hoàn toàn, cắt mượt, stretching hoặc là cắt hoặc là theo mặc định. Hoặc nếu các bạn thích xài channel fader không hoặc không dùng crossfader, các bạn có thể tắt nó đi bằng cách ở crossfader disable các bạn chọn yes, hoặc có thể mở nó lại bằng chọn no. Và như vậy thì mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về cách setting cho EQ và cũng như là setting cho crossfader. Và thông qua đó chúng ta cũng đã biết được các cách sử dụng cho mâm xoay và các tính năng của mâm xoay. Và cũng đã đến lúc phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập cuối của series này. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.